Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh nghề điện của tôi. Đây là cái công tắc đảo ga giữa ga vặn và ga bật. Có nghĩa là khi mình bật cái công tắc này qua một chiều bên đây thì mình sẽ xài cái ga bật này. Bật tới trước thì nó ra lên ga, bật lui ra sau thì nó xuống ga. Còn khi mà mình bật cái công tắc này mà qua cái chiều bên đây thì là mình sẽ vặn cái ga này. Đây. Ga này là nó nằm ở trên tấm lô nha các bạn. Đó, khi mình bật một chiều qua đầu bên kia á, bật cái công tắc lớn này nè, tắc lớn này nè. Qua một chiều á thì nó sẽ lên ga bằng cái công tắc này. Lên xuống ga. Mà khi xài cái ga này á, thì khi mình tắt máy mình bấm mấy công tắc này nó sẽ tắt máy đó. Còn khi mà mình bật một chiều qua bên nọ thì là mình sẽ lên ga bằng cái này, xuống ga bằng cái này luôn. Lên là bật tới vậy nè là nó lên ga, bật lui ra sau là nó xuống ga. Mình muốn tắt máy thì mình bật thêm một hai cái nữa gì đó là nó tắt máy luôn. Sau khi tắt máy á, thì mình phải bật trở lại liền một hai hoặc ba cái gì đó để khi mà mình đề là nó nổ máy, chứ còn không là lúc mình đề mà nếu mình để theo cái chế độ mà nó đang tắt mà mình đề mình không biết, mình đề hoài là nó vẫn không nổ máy nha các bạn. Nên lúc mỗi lần mà mình xuống ga là mình cho nó tắt máy, rồi sau đó khi máy tắt rồi thì mình bật tới theo như mình thì mình bật khoảng chừng ba cái đó để khi mà mình đề nổ máy là nó nổ luôn đó. Thì khi mà các bạn xài xe mình xài một thời gian mà có nghĩa là nhiều khi đang xài tự nhiên bỗng nhiên là mất ga volume, mất cái chức năng của cái ga vặn này, lúc đó các bạn bật cái công tắc này qua bên chiều bên kia và các bạn bật thử cái ga này thử coi nó có không. Có nhiều xe là xài để lâu quá không xài cái ga này là nhiều khi mình bật nó cũng không có luôn, cho nên là chỉ có xài cái ga volume này thôi. Cho nên khi mình mở công tắc lên mà mình thấy trên tắp lô mà màn hình nó sáng thì chứng tỏ lúc đó đang xài cái ga volume này. Mà mình bật lên trên tắp, bật công tắc lên mà tắp lô nó không sáng thì lúc đó là đang chuyển qua cái xài cái ga này. Cho nên nếu khi mà mình đang xài cái ga volume mà bỗng dưng tự nhiên nó mất ga thì các bạn có thể là kiểm tra như sau. Các bạn hãy dòm xuống cái chỗ cái ghế ngồi phía dưới cái hộp điện, nó có một cái ô nhỏ nhỏ trong cái hộp điện á, thì các bạn dòm vô cái chỗ đó có cái kiến nhỏ nhỏ vô đó, bắt các bạn dòm vô thử coi cái đèn ở trong đó nó có sáng không. Nếu cái đèn trong đó nó sáng là chứng tỏ đang xài ga volume. Còn nếu cái đèn đó nó không sáng á thì các bạn là biết lúc đó nó đang xài cái ga này. Mà khi lúc đó các bạn bật cái ga này mà nó vẫn không đi á thì lúc đó các bạn bật thử cái công tắc này cho mình vài ba cái đó, bật tới bật lui vậy nè, bật một hồi rồi bắt đầu cái bắt bạn là để yên đó. Nếu các bạn nhớ mà cái vị trí đó mà vị trí của cái ga điện á, ga volume á, thì các bạn để ngay đó rồi các bạn lại dòm giữ dưới cái hộp á, có thử coi là nó có sáng cái đèn nó không đó. Nếu mình biết chính xác cái ga đó là của ga volume mà cái đèn không sáng á thì các bạn hãy mở cái công tắc này ra. Đó, các bạn là mở tắp lô lên, dưới này nó có mấy cái rắc này nè, các bạn tháo ra chừa cái công tắc này lại đó, giật mấy cái rắc này ra hết nè, là lấy cái công tắc này ra ngoài để mình làm vệ sinh. Đôi lúc là nó do cái công tắc này nó bị hư ở trong, và trước khi làm cái điều đó thì các bạn hãy kiểm tra cầu chì thử coi là cái cầu chì nó có bị đứt cái nào không. Nhiều khi cầu chì đứt thì lửa nó sẽ không vô được cái công tắc này thì lấy đâu mà nó hoạt động đưa xuống cái hộp. Cho nên là các bạn hãy kiểm tra cầu chì trước cho mình là coi có đứt cái nào không đã. Khi mà cầu chì kiểm tra ok rồi thì lúc đó là xác định là cái cục này là công tắc này có thể bị hư. Các bạn mở công tắc này ra là làm vệ sinh cho mình. Mình đi sửa xe là đôi lúc có một số xe là mình xuống mình chỉ làm vệ sinh cái công tắc này lại là xong. Rồi vậy thì bây giờ nếu như bệnh mà như vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái công tắc này ra để nó coi như thế nào ở trong đó nha các bạn. Rồi sau khi lấy công tắc ra ngoài rồi, các bạn dùng cái dao các bạn
như mình đây. Đó, chạy này lên. Làm cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Đó. Rồi xoay cái này. Chạy ra. Đây các bạn thấy không? Đó công tắc nè. Ở phía trong cái ruột của nó nè. Công tắc này xài lâu ngày quá nó bị dơ, nó thúi ở trong hết trơn. Các bạn chỉ cần chỗ nó ra ngoài, lấy ra hết trong đó rồi làm vệ sinh. Đó, các bạn nó không ra thì các bạn kiếm cái gì dao cậy ra. Đó, các bạn nhìn xem ở trong nè. Mấy cái tiết điểm nó bị dơ, có cái nó bị cháy. Thường là mình xài chỗ cái ga nè, ga mà ga cơ nhiều là cái chỗ mặt vít, chỗ cái ga cơ đó, ga gặt đó, nó bị cháy. Và đồng thời nó hay cháy cái chỗ mà cái khu mà chỗ cái mặt vít, chỗ cái đường đi xuống bơm á đó. Đó, mình mở ra hết, bắt đầu cái mình mới dùng xăng. Không có xăng thì lấy dầu lửa, dầu máy đó. Rửa sạch sẽ hết. Rửa sạch sẽ xong hết rồi bắt đầu lau khô lại hết rồi bắt đầu mới dùng viên nhám chùi cho sạch mấy cái mặt vít ở trong đây. Rồi sau đó là cũng là chùi mấy cái mặt vít này luôn. Đó, lấy viên nhám. Đó, đánh như nè. Làm từng cái một. Chùi vô mấy cái kẽ này luôn, chứ để nhiều lúc mình vô lắp vô lại mình bật tới bật lui mà mấy cái kẽ này nó không có tiếp xúc được với cái cạnh trong cái mà này nè, nó bị dơ nè, nó không ăn nè thì nó vẫn là bị. Nhiều khi mình bật tới bật lui mà nó tới là 10 18 cái chấu. Mà nhiều khi trong đó có 1 2 cái chấu nó không ăn thì làm sao biết được. Thành ra mình phải làm cho kỹ. Sau khi mình làm vệ sinh toàn bộ cái này hết rồi thì lúc đó mình lắp lại. Còn như cái này, cái này là trong này nó có, trong này có mấy hai cái mặt vít bên cái hệ mà của cái ra bơm á, nó bị cháy hoàn toàn. Đây các bạn thấy không, nó cháy gì thì giờ mình chùi nó cũng không có ăn. Khi mà nó cháy về rồi chùi nó cũng không ăn, cho nên là cái này có thể là phải thay. Hoặc là nếu mà không thì mình xài ga đỡ, còn cái hệ ra bơm thì không cần. Nếu có nhiều xe nào của các bạn nào mà nó không xài bơm nữa, cái đường bơm không còn nữa thì mình xài ga không thì vẫn được. Còn nếu để chữa cháy thì mình cứ chùi làm vệ sinh sạch sẽ hết rồi mình lắp lại, rồi mình gấp lắp vào để mình thử lại thì coi xem nó như thế nào. Thì như cái này cũng như cái này thì mình không thể nào mình chùi được, chùi nó cũng không có xài được. Thành ra cái này là chắc mình phải thay cái mới, thay cái khác. Mà thay cái khác là cũng thay nghĩa địa thôi, cho mới thị trường nó không có nha các bạn. Cái này mình đã đi tìm mua nhiều chỗ rồi nhưng mà không có. Không có hàng. Rồi thì cái này là coi như mình để đây qua một bên, mình sẽ lấy một cái khác còn tốt và đồng thời mình sẽ tiến hành mình lắp lại để cho các bạn xem. Rồi đây là một cái công tắc đảo ga giữa ga volume và ga bập, mình đã chuẩn bị sẵn để mà mình làm cho các bạn xem để các bạn nắm được. Thì đây là một cái công tắc nó còn nguyên đẹp nha các bạn, nhưng mà mình phải cậy nó ra để mình mới làm được cái video này cho các bạn xem. Phía trong mặt vít của nó khi mà mình mở ra mình làm vệ sinh á thì mình phải chùi mấy cái mặt vít cho nó sạch sẽ, nó sáng thì nó tiếp điểm nó mới ăn được. Chứ còn nếu mà mình làm vệ sinh không tới thì đôi lúc nó vẫn bị giật nha các bạn. Đó, như cái này là nó còn đẹp luôn nè, vô mấy cái mặt vít còn sáng giới. Rồi mấy cái mặt vít này của nó nè, nó trong nó có 6 cái mặt vít, thì là mấy cái mặt vít này mình phải chùi làm vệ sinh cho nó sạch sẽ hết.
đó, trước khi mình lắp vào. Rồi cái này thì mọi khi mình làm vệ sinh xong sạch sẽ trước khi lắp vào thì mình dùng miếng mỡ bò mình trét vô trong cái lỗ rồi mình mới nhét cái này vô nha các bạn, để khi mà mình ráp vô mình chút cái đầu này nè thì nó không có bị rớt ra. Chứ nhiều khi trên xe mình mà nó mà rớt cái này ra một cái là nhiều khi nó rớt xuống dưới đất rồi là khó tìm lắm nha các bạn. Mình đã bị gặp mấy trường hợp này rồi đó. Thì sau khi mình mà làm vệ sinh sạch sẽ hết thì bắt đầu mình tiến hành mình lắp vào. Rồi để mình lắp vào trình tự cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp cái công tắc này vào, hoàn chỉnh lại như cũ. Các bạn hãy xem mình làm nha. Các bạn hãy kiếm kẽm làm hai cái nhọn nhọn như vậy nè, để khi mà mình để vô cho nó dễ. Chứ nhiều khi cái tay mình lớn quá mà mình đút vô thì nó hơi khó. Muốn ráp cái này mình phải tìm cái thế sao đó cho nó phù hợp là mình mới ráp được nha các bạn. Rồi ta tiến hành ta lắp vào. Các bạn coi mình làm để nữa cái gì thao tác trên xe mình cho nó dễ. Các bạn cứ làm lần lượt từng cái từng cái. Có nhiều khi mình làm hoài nó vẫn không vô nha các bạn. Có nhiều khi hên đút vô cái là nó vô liền. Sau khi đã đưa 6 cái mặt vít này vào ở phía trong rồi thì ta tiến hành lắp cái nắp vào. Đặt cái này vào đây. Rồi, ta tiến hành lắp vào như sau. Dùng cái dao cậy nó lên. Rồi bóp lại. Dùng cái kềm bóp cho nó sát. Gõ cái chấu này vô. Sau đó dùng cái kềm bóp này lại. Bóp cái chấu lại. Rồi thò bế nó lại cho nó ngon lành. Dùng cái kềm bóp mấy cái chấu này thêm vô cho nó sát. Rồi sau khi các bạn đã làm vệ sinh xong cái công tắc này thì các bạn lắp vào xe và thử lại.
Nếu thử lại mà ga volume vặn được y như trạng thái là ban đầu thì biết là bệnh nó là do công tắc này nha các bạn. Rồi, video của mình làm đến đây là kết thúc rồi. Mình cũng mong là góp một chút kiến thức để khi xe của các bạn có tình trạng bệnh như mình nói lúc ban đầu thì các bạn cứ việc tháo ra và làm theo như mình rồi lắp lại thử xem sao. Nếu có ý kiến gì thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới nha các bạn. Hoặc là các bạn muốn mình làm những cái video nói về vấn đề gì thì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới để khi mình đi làm thực tế thì mình có thể làm cái video mình chia sẻ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.